Hôm nay tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn anh em một cái kỹ thuật là mình đưa video lên cái tab câu chuyện của YouTube. Và tab câu chuyện là gì? Đây, anh em mở cái YouTube ra này thì mình sẽ nhìn thấy cái tab câu chuyện trên YouTube đây. Đây đây, đây là câu chuyện này. Đấy, thì câu chuyện này nó là hình ảnh và nó là các cái clip ngắn 15 giây. Thế nhưng mà cái câu chuyện này nó được đề xuất rất là tốt và nó sẽ thu hút được rất là nhiều lượt view và lượt subscribe. Vì vậy nếu như anh em mình muốn đẩy cái video lên trên câu chuyện này thì mình phải biên tập cái video đấy khá là kỹ. Đó, anh em mở cái YouTube ra này. Đấy thì ở trên này nó có cái dấu cộng này. Đây anh em nhìn đây. Đó, dấu cộng này, dấu cộng ở đây. Đấy, thì tùy với đối với Android hay là iOS thì nó đều có, và tôi đang dùng điện thoại Android. Bấm vào tab câu chuyện này thì trên cái câu chuyện này nó sẽ cho anh em biên tập trực tiếp luôn trên camera của mình hoặc là video mình có sẵn. Thì như ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn một video rồi. Đấy, video tôi đã chuẩn bị sẵn. ELS với phiên bản số tự động giá bán đang là 625 triệu và với phiên bản số sàn đang là 595 triệu, kèm theo đó là gói phụ kiện 10 triệu đồng tặng theo. Đây là cái video tôi đã biên tập sẵn rồi. Anh em khi mà mình đẩy cái video lên tab câu chuyện rồi. Đấy, anh em có thể là mình thao tác là nhập văn bản này hay gì gì đó ở đây, bộ lọc các thứ, cắt âm thanh, chèn âm thanh. Đấy, tùy. Cái đấy là biên tập ngắn. Và ý đồ của tôi là dùng cái câu chuyện này để dẫn link về cái video tôi vừa mới tạo ra xong. Anh em lưu ý một điều rằng là như thế này, tức là cái tab câu chuyện này dẫn link chỉ được một lần. Dẫn link chỉ được một lần và sau 6 ngày sau thì mình mới lại được dẫn link tiếp. Đây. Bấm vào cái phần hình dán này. Thì ở trên này thì nó có rất là nhiều cái biểu tượng ở đây để mình làm. Tuy nhiên thì tôi sẽ chọn cái video. Bấm vào video tải lên này. Đây là trên kênh của tôi rất là nhiều video. Tôi muốn cho nó về cái video này. Cái video giá xe Ford Ranger XLS này này. Tôi bấm vào đây. Đấy. Đây tôi sẽ đẩy nó lên tùy vào cái vị trí mong muốn. Và đây là diễn viên của tôi. Thì tôi cho em ấy chỉ lên trên trời. Đấy thì tôi sẽ đặt cái video đúng ở chỗ cái vị trí em ấy chỉ. Thì khi mà khán giả người ta xem cái tab cái câu chuyện này này thì người ta sẽ bấm vào cái chỗ này để người ta vào cái video của mình và mình định hướng cho người ta vào đó. Đấy, và bây giờ là bấm vào tiếp theo. Bấm vào đăng là xong. Đấy, anh em lưu ý cho tôi là cái việc dẫn link này ở trên tab câu chuyện 6 ngày mình mới thực hiện được một lần. Thế nên anh em phải làm rất là kỹ càng. Bấm vào đăng. Đấy, như vậy là nó đang tải lên rồi. Phải mất một vài phút thì nó mới đẩy lên được. Đây, 17 MB đây. Đấy, và khi lên được thì mình có thể là vào mình xem được. Thì nó hiển thị của mình ở đây. Và anh em có thể là vào kênh của tôi để mình xem nó hoạt động như thế nào. Nhá, kênh của tôi đây, Vinafor đây. Đấy, vì tôi là chuyên là bán xe ô tô Ford. Và cái kênh, đây là kênh YouTube của tôi. Và cảm ơn anh em đã xem video.